Sáng 4 tháng 7, vòng chung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật Công an Nhân dân năm 2022, khu vực phía Nam diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn, trước mặt Ngọ Môn, Đại nội Huế. Tại đây, cảnh sát đã biểu diễn võ thuật, kỹ thuật chiến đấu, đánh bắt tội phạm. Trong đó có màn biểu diễn khí công độc đáo với các động tác đi trên thủy tinh, dùng thanh giáo ấn vào cổ để đẩy xe ô tô, thả dao cắm vào bụng, dùng mắt đẩy cong thanh sắt. Ở phần bắn đạn súng có gần 50 cảnh sát cơ động biểu diễn chiến thuật lăng lê, nổ súng tấn công tội phạm. Trong khi khối mô tô biểu diễn nhiều kỹ thuật trượt đuổi, bắt tội phạm khi xe đang chạy trên đường phố thành phố Huế. Khối kỵ binh di chuyển từ quảng trường Ngọ Môn qua cầu Phú Xuân hướng về đường Lê Lợi, qua cầu Trường Tiền, vòng lên đường Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, rồi qua cầu Giả Viên hướng về đường Lê Lợi, kết thúc ở bến xe Nguyễn Hoàng, thành phố Huế. Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục BX03 Bộ Công an cho biết, gần 1.500 cán bộ chiến sĩ công an của 16 đoàn đạt giải ở các vòng loại đến từ Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, Công an thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Công an các tỉnh Lâm Đồng, Tiền Giang, Gia Lai, Trà Vinh, Phú Yên, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, Quảng Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự. Bên cạnh đó còn có khoảng 600 cán bộ chiến sĩ các lực lượng biểu diễn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.